Và vâng thưa quý vị, và danh hiệu Á hậu 2, Hoa hậu Việt Nam 2022 đã gọi tên thí sinh mang số báo danh 166 Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Phải chung cuộc ạ. Và xin mời ban giám khảo sẽ cung cấp cho chúng tôi kết quả chung cuộc. Nãy giờ chúng ta đã được lắng nghe phần ứng xử của top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022. Và bản thân Cường cảm thấy rất là phục các cô gái với cái sự nhanh nhẹn và thông minh đến như vậy. Còn bây giờ thì sẽ là kết quả. Và trên tay của chúng tôi ngay lúc này là kết quả của thí sinh đạt danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2022. Chúng tôi trân trọng kính mời nhà báo Vũ Kiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi và Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo sẽ lên sân khấu trao giải cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022. Và vâng thưa quý vị, và danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã gọi tên thí sinh mang số báo danh 166 Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Xin mời nhà báo Vũ Tiến và Á hậu Ngọc Thảo sẽ tiến hành trao giải cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, chính là Lê Nguyễn.